Xin kính chào bà con. Đây là một trong hai cái dòng bắt quái cỡ đại. Thì A Đấu đã giới thiệu với bà con cái dòng này rồi, nhưng mà hôm nay A Đấu lại muốn giới thiệu lại nhân cái dịp là khách hàng về trực tiếp xem hàng tại kho của Lưới DK A Đấu. Cái dòng này là dòng bắt quái thân trắng đuôi xanh và dài của nó là xấp xỉ 14 mét. Khung của nó có hai loại, thì như bà con đang xem cái loại đang để bên phía tay trái, là có nghĩa là để phía trên sân. Để trên sân đó là khung của nó là 80x100, có nghĩa là chiều cao 80 phân và dài là 1 mét. Và cái hàng đề đang ở đề dưới lề đường là cao 60 và dài 80, cũng dài xấp xỉ tầm 14 mét. Cái hàng này thì là thân trắng đuôi xanh. Cái đặc điểm ở đây là cái thân trắng ở đây là mắt lưới của nó, lưới của nó là 2 phân sợi 3, và còn thân đuôi xanh của nó là sợi 6. Những cái hàng này thì bà con đánh những con kép gạo là không đánh được, tại vì mắt lưới của nó, mắt lưới nó to hơn so với dòng đánh mắt kép gạo. Thì mắt lưới đây thì bà con đánh tương đương với những con tôm, tôm lớn như là cỡ to gần bằng ngón tay út, và đánh cua đánh cá. Dài hơn tí đây, khả năng ạ. Đấy, như bà con xem đây thì là hai sản phẩm này đang răng ra để cho khách xem. Đây là khách đến xem trực tiếp. Những cái dòng sản phẩm này kính thưa bà con là ra số lượng không có nhiều, tại mỗi lần ra nó chỉ tầm đôi chục cái thôi, để bán hết A Đấu mới lại làm, tại những dòng này không được dám lưu kho nhiều. Mắt lưới ở đây 2 phân, để bà con xem cái mắt lưới. Mắt lưới 2 phân này nó đánh rất là thoáng, không sợ bị bám rác, cũng như là không sợ bị cán rong rêu, cũng như bùn đất. Đánh cực thoáng và cực sướng luôn. Tuy cái khung lớn thật nhưng bà con cứ sợ là khi thao tác ở dưới nước nó sẽ lặng. Thế nhưng mà thực tế đánh những dòng này nó không sợ cán nước. Cái đuôi luôn dài hơn, thấy không? Những dòng này rất là sướng, rất là đẹp, và nhìn rất là đẹp. Cái hòm vào thì rất là sâu, giúp cho là khi tôm cua cá vào là nó tạo những cái hòm, là không cái hòm không có cái đường ra. Đấy, khung rất là đều, rất là cân, và dây rằng cũng rất là lớn, đuôi rất là dài, và cái dây đuôi chụp đằng sau cũng để dài cho bà con. Những cái dòng sản phẩm này á, kính thưa bà con là bà con đặt hàng thì A Đấu ship từ một cái đầu lên cho bà con. Nếu như bà con đặt nhiều thì bà con phải bắt buộc về là chờ đợi để A Đấu làm, chứ không hàng này không có sẵn nhiều bà con nhé. Thì ngoài cái dòng sản phẩm này thì A Đấu còn rất nhiều các dòng sản phẩm bắt quái, hàng kỹ, hàng đẹp nữa. Bà con cách tốt nhất là liên hệ Zalo với A Đấu để A Đấu tư vấn hơn, sâu hơn cho bà con, để nhằm mục đích là có những sản phẩm ưng ý nhất.